Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng đầu tiên của năm 2023. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chúc quý vị có một năm mới thật bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tưng bừng không khí đón giao thừa du lịch năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nước chào đón năm mới 2023 với các màn pháo hoa rực rỡ. Cảnh báo du khách phòng tránh nạn móc túi, rạch túi sách ở quanh khu vực chợ đêm Đà Lạt. Điểm lại một số ý tưởng phát minh thú vị trong năm 2022. Thưa quý vị, cùng với lễ hội đếm ngược đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh bầu trời đêm đã được tô điểm rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn và tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân thành phố cầu cho một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay từ rất sớm thì rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là người dân ở các tỉnh lân cận và đặc biệt là các bạn trẻ cũng đã đến khu vực hầm sông Sài Gòn để có thể tìm chọn một vị trí thật đẹp để có thể chiêm ngưỡng tận mắt màn pháo hoa đặc biệt đón chào năm mới 2023. Năm nào em cũng ra thì. Năm nay thì nói chung là pháo hoa rất là đẹp hả? Và nói chung là lần đầu tiên là cũng đón nhận năm mới. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau chính thức bước vào năm Quý Mão 2023. Và chính trong thời khắc này, chúng ta hãy cùng nhau bỏ qua những khó khăn, những muộn phiền của năm cũ để cùng sẵn sàng bước vào một năm mới tràn đầy phấn khởi, sự tự tin và chào đón những thành công mới. Hy vọng trong tương lai thì Việt Nam mình có những cái kiến trúc là mang bản sắc riêng của người Việt Nam mình. Để thế giới nhìn vào Việt Nam mà người ta có thể là Việt Nam là một cái điểm đến hấp dẫn cho người ta. Chúc cho mọi người trên đất nước mình á là sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha. Trong năm mới này, thứ nhất là đất nước mình thì càng ngày càng phục hồi được cái kinh tế của mình, rồi người dân ngày càng phát triển. Hân hoan mừng dịp Tết Dương lịch 2023, những người nước ngoài chọn Việt Nam làm nơi sinh sống đã cùng nhau háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người từ khắp năm châu đã cùng tề tựu đón giao thừa trong một không khí vô cùng sôi động. Tối 31 tháng 12, nhiều người nước ngoài đã đổ ra đường và dồn về các tụ điểm vui chơi giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, chợ Bến Thành. Đặc biệt, tại đường Bùi Viện, con đường được mệnh danh là phố Tây, đã đông nghịt người từ rất sớm. Nhằm giữ an ninh trật tự, các ngõ vào con phố được lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông. Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi thực sự rất vui khi được đón năm mới tại Việt Nam. Thượng Đế sẽ phù hộ cho các bạn và tất cả mọi người trên thế giới sức khỏe dồi dào, giàu có và hạnh phúc. Trong giây phút thiêng liêng, hàng ngàn người đã cùng đồng thanh đếm ngược thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2022 và năm mới 2023. Sau màn pháo hoa rực rỡ, báo hiệu bắt đầu một năm mới, nhiều người thích thú vỗ tay, chào nhau những cái ôm thắm thiết và câu chúc mừng vui tươi. Có thể nói, vào lúc này, không còn khoảng cách quê hương hay tuổi tác, tất cả mọi người đang cùng nhau đón chào một mùa xuân tươi vui. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các y bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh trở nên bận rộn hơn so với ngày thường. Các ekip trực đã được tăng cường và đón những công dân nhí đầu tiên của năm 2023 chào đời vào thời khắc đẹp nhất. Đêm 31 tháng 12 tại phòng sanh của Bệnh viện Từ Dũ có khoảng 30 sản phụ đang chờ giây phút vừa cạn. Và sản phụ Nguyễn Huỳnh Thư Duyên, 29 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, đã hạ sinh một bé trai lúc đồng hồ vừa chuyển qua 0 giờ 0 phút. Thiên thần nhỏ chào đời bằng phương pháp sinh tự nhiên trong sự vui mừng của gia đình và niềm vui của các y bác sĩ. Cũng cố gắng như mới sinh được qua đầu năm á, mà trúng giao thừa nữa, ở trong đó là khoảng cách đặc biệt. Trong đầu mình có rất là nhiều suy nghĩ nhưng mình không thể nói thành lời. Cảm ơn tất cả bác sĩ và hộ lý ở đây đã giúp đỡ cho gia đình chào đón một thành viên của đầu năm mới 2023. Cũng vượt cạn vào đúng thời khắc giao thừa tại phòng mổ, sản phụ Phạm Thùy Dương sinh năm 1997, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cũng mẹ tròn con vuông bằng phương pháp sinh thường. Thiên thần đầu lòng của gia đình là một bé gái. Thì bác sĩ cái chuyện trực đêm thì rất là bình thường rồi, nhưng mà lúc nào trực cái đêm giao thừa thì nó cũng đặc biệt hơn. Thì do là mình sẽ đón những cái em bé, những cái sinh linh chào đời lúc năm mới.
Chỉ trong khoảnh khắc vài phút bước sang năm mới 2023, bệnh viện tiếp tục chào đón thêm 3 sinh linh chào đời với 2 bé gái và 1 bé trai. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, truy tìm đối tượng giả xin việc làm để trộm hàng hóa của kho hàng. Đối tượng ngáo đá tấn công khiến 2 người bị thương. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, trước tình trạng biển người đổ ra đường đêm đếm ngược chào năm mới 2023, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh đêm qua đã ghi nhận hàng chục trường hợp bị ngất xỉu vì thiếu oxy phải cấp cứu tại chỗ. Theo đội ngũ trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh trực tại các lều dã chiến tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, vào khoảng 20 giờ ít nhất 17 người đã được các nhân viên y tế và lực lượng an ninh đưa đến các lều xin hỗ trợ cấp cứu. Trong khi đó, một số nạn nhân không thể tiếp cận được vì lượng người đổ về khu vực quá đông, sau đó đã được người dân xung quanh chủ động đưa đi bệnh viện. Đội ngũ cấp cứu cho biết các trường hợp đều là những người trẻ, chủ yếu mệt mỏi vì thiếu oxy, hạ đường huyết. Một số trường hợp cho biết đã nhịn đói từ trưa. Sau khi được sơ cứu, thở oxy và uống sữa, ăn bánh, nhiều người đã khỏe lại và có thể tự đi ra ngoài được. Cũng theo Trung tâm Cấp cứu 115, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ được bố trí 2 kíp cấp cứu tại chỗ, 3 kíp cấp cứu lưu động, cùng 2 xe cấp cứu sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân khi có sự cố. Khuya hôm qua, đội thanh niên tình nguyện tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một bãi cỏ hoang khi đang trên đường hỗ trợ vá xe miễn phí cho người dân. Theo đó, sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa chào năm mới, đội hỗ trợ giao thông quận 12 đã tổ chức tuần tra, hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường gặp sự cố về phương tiện. Khi đội tuần tra qua đường Tô Ngọc Vân, phường Thành Xuân, quận 12, thì phát hiện đám cháy từ bãi cỏ trên khu đất hoang. Ít phút sau, đám cháy lan mạnh ra những khu vực xung quanh. Ngay lập tức, các thành viên trong đội đã gọi báo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời đập cửa báo cho các nhà dân xung quanh. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ tiếp nước dập lửa, phối hợp sử dụng bình chữa cháy từ cơ quan chức năng, nhanh chóng khống chế được đám cháy. Rất may vụ cháy được phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người và tài sản. Theo ghi nhận, khu vực bị cháy là khu vực được rào lại bằng lưới B40, nằm trên địa phận trụ sở chi nhánh Viễn thông Hóc Môn cũ thuộc công ty Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, xung quanh có nhiều phế liệu dễ cháy, khiến đám cháy nguy hiểm. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào mùa cao điểm du lịch cùng với sự kiện lễ hội festival kéo dài, vì vậy số lượng du khách tăng đáng kể. Và trong những ngày qua, thì công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trộm tiền và tài sản giá trị của nhiều du khách. Công tác tuần tra cũng được đẩy lên mức cao nhất tại các điểm tập trung đông người. Theo công an phường 1 thành phố Đà Lạt, các đối tượng trộm cắp chủ yếu là dân ngoại tỉnh đổ về Đà Lạt và hoạt động theo nhóm. Các đối tượng hay khoác cái áo khoác lên cái tay của mình á, họ sẽ sát vào người mình, họ móc một cái là họ đi luôn đó. Hoặc là những trường hợp là họ đi, họ cầm cái giỏ không thôi, không có giỏ gì trong đó, xong mà họ móc xong họ bỏ vô giỏ luôn. Trung bình mỗi đêm chỉ riêng khu vực chợ đêm ven bờ hồ Xuân Hương đã đón khoảng 15.000 lượt du khách. Để ngăn chặn và xử lý kịp thời tình huống xảy ra, công an phường đã xây dựng mô hình chợ đêm tự quản về an ninh trật tự với 30 thành viên là các tiểu thương phân bổ từ đầu đến cuối chợ. Họ thường xuyên trao đổi với nhau về cách thức hoạt động và nhận diện đối tượng nghi trộm cắp. Công an 12 phường trọng điểm tại Đà Lạt cũng phối hợp tăng cường công tác tuần tra, mật phục tại nhiều điểm. Người dân và du khách cũng được khuyến cáo không mang theo nhiều tài sản có giá trị đến nơi đông người, vui du xuân nhưng không quên cảnh giác. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ một vụ xe bán tải do một người nước ngoài điều khiển kéo lê xe máy hàng trăm mét trên đường vào tối qua. Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ cùng ngày, chiếc xe bán tải và xe máy xảy ra va quẹt với nhau ở ngã tư Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Sau đó, tài xế xe bán tải là một người nước ngoài và nam thanh niên đi xe máy xuống xe nói qua lại. Tài xế xe bán tải bất ngờ quay trở lại xe, đạp ga tông ngã xe máy, kéo lê xe máy dưới đường chạy về hướng thành phố Thủ Dầu Một. Người đi đường chứng kiến vụ việc đã đuổi theo hơn 500 mét thì chặn được chiếc xe bán tải. Tài xế xe bán tải lúc này xuống xe tay cầm theo thanh sắt thì bị một số người dân lao tới đánh, phải vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Lợi dụng nhu cầu cần nhân lực cận Tết của các cơ sở kinh doanh, một đối tượng đã giả vờ xin việc và sau đó lấy trộm tài sản của một kho hàng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, Công an phường Bình Hưng Hòa đã nhận tin trình báo của chị LTMN, 35 tuổi, là chủ một kho hàng ở quận Bình Tân. Do gần Tết công việc nhiều nên chị N lên mạng xã hội đăng tuyển nhân viên giao hàng. Đến ngày 27 tháng 12, có một nam thanh niên xưng tên là NTT chạy một chiếc xe máy cũ đến kho hàng của chị N xin việc. Sau khi xem các giấy tờ tùy thân của người này, chị N giao cho nam thanh niên xe máy của mình, nói chở 7 thùng hàng ke góc cửa nhôm đi giao cho khách. Sau đó, chị N đã không thể liên lạc được với T. Khi chị tìm đến địa chỉ trên giấy tờ xin việc thì người dân cho biết T đã không còn ở địa điểm trên. Công an Bình Tân đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để truy xét làm rõ vụ việc. Hôm qua, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Ngọc Hải, 20 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản của một người giao hàng trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Hải là đối tượng không có công việc ổn định. Do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần và nghiện game, nên Hải nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 29 tháng 12, Hải lập tài khoản Facebook tên Hà Hồ. Sau đó đối tượng dùng tài khoản này liên hệ với chị Lý Thị Thanh Thủy, 29 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đặt mua 10 quả trứng gà, yêu cầu giao tới địa điểm vắng người thuộc ấp chợ xã Suối Nhỏ. Đến tối cùng ngày, chị Thủy điều khiển xe máy đến điểm hẹn giao trứng thì bị Hải xô ngã cướp điện thoại. Chị Thủy giằng lại thì bị Hải dùng con dao thủ sẵn đâm 3 nhát vào tay, sau đó đối tượng tẩu thoát. Được sự vận động của công an và gia đình, Hải đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiều qua, một đối tượng ngáo đá ở tỉnh Quảng Ngãi đã dùng hung khí tấn công nhiều người dân, làm 2 người bị thương. Đối tượng tên Trịnh Phạm Quang Tân, 23 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi sử dụng ma túy, Tân có biểu hiện ngáo đá và đi lên xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Trên đường đi, Tân đã cầm vật nhọn đuổi đánh nhiều người và làm 2 người bị thương. Đặc biệt trong số đó có một cụ già bị thương nặng do bị Tân tấn công khi đang ngồi trong nhà. Công an xã Nghĩa Điền đã khẩn cấp có mặt khống chế Tân, đưa về công an xã xử lý. Chiều qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã kiểm tra hành chính căn nhà trong khu nhà ở xã hội trên đường Trường Chinh, thành phố Đồng Xoài. Lúc này có 8 người gồm 4 nam và 4 nữ đang bay lắc trong phòng ngủ ở lầu 1. Các đối tượng khoảng từ 16 đến 53 tuổi. Kiểm tra căn phòng, lực lượng công an còn phát hiện một đĩa sứ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng khay và một số dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đang xử lý vụ việc theo quy định. Thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương hôm qua đã tổ chức ra quân kiểm tra một số phương tiện vận tải trên địa bàn, qua đó phát hiện tạm giữ 130 tấn đường nhập lậu trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Tổ công tác qua kiểm tra 4 xe đầu kéo và thùng xe tại một bãi xe ở phường Tân Định đã phát hiện các xe này đang chở tổng cộng 130 tấn đường loại 50kg một bao trên bao bì in chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số đường nói trên. Các tài xế xe cho biết đã nhận chở thuê số đường trên từ cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Khi về đến bãi xe trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện và 130 tấn đường để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Năm 2023 là dịp kỷ niệm 100 năm phát hiện căn phòng cuối cùng tại lăng mộ Tutankhamun. Các đầu bếp Pháp sáng tạo nhiều công thức làm bánh vua ngày lễ hiển linh. Thưa quý vị, tin tức của năm 2022 không chỉ về chiến tranh chính trị và khủng hoảng lạm phát. 365 ngày trôi qua đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo thú vị. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số ý tưởng trong số đó để khởi động ngày đầu năm mới, lạc quan và thật nhiều năng lượng. Bã cà phê không hề bị lãng phí ở Helsinki, Phần Lan. Công ty giày Rens đã tận dụng nó để làm ra các sản phẩm thời trang. Như đôi sneaker này được làm từ 300 gram bã cà phê và chai nhựa tái chế và có khả năng chống thấm nước. Chó giờ đây có thể được xác định danh tính bằng vân mũi thông qua một ứng dụng công nghệ mới của công ty IC Lab ở Seoul, Hàn Quốc mang tên AnyPuppy. Theo IC Lab, tương tự như vân tay người, vân mũi của loài chó cũng không giống nhau. Hệ thống này có thể giúp chủ nhân tìm lại thú cưng thất lạc của mình.
Cá vàng thông minh hơn mọi người nghĩ. Các nhà khoa học Israel đã nghiên cứu và cho rằng chúng có khả năng định hướng rất tốt. Các chuyên gia đã huấn luyện cá vàng trong một bể cá di động và kết quả chúng đã di chuyển đến đúng mục tiêu với phần thưởng là một viên thức ăn. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, một nghệ sĩ cắm hoa đã làm ra phiên bản hoa rau củ ăn được để thay thế cho những bó hoa truyền thống trong dịp lễ tình yêu. Cô tự trồng các loại rau củ quả tại một khu vườn nhỏ và hy vọng bó hoa của mình sẽ được dùng để nấu bữa tối cũng như tạo ra một xu hướng mới trong việc tặng hoa và quảng bá nông sản địa phương theo mùa. Thưa quý vị, vua Tutankhamun là vị pharaoh nổi tiếng nhất trên thế giới. Năm 2023 này đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi phát hiện căn phòng cuối cùng trong lăng mộ, chứa xác ướp vị vua trẻ và những kho báu ấn tượng, cung cấp nhiều thông tin quý giá về đất nước Ai Cập 3.000 năm về trước. Đối với nhiều người, vua Tutankhamun là biểu tượng tối thượng cho vinh quang và thời kỳ hoàng kim nhất của Ai Cập cổ đại. Ông lên ngôi khi mới chỉ 9 tuổi và cai trị cho đến khi qua đời ở tuổi 18 hoặc 19. Năm 1922, nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter và nhóm khai quật của ông đã phát hiện ra lối vào lăng mộ của vua Tutankhamun. Căn phòng cuối cùng được mở ra vào ngày 16 tháng 2 năm 1923, chứa xác ướp của vị vua trẻ tuổi và những kho báu ấn tượng. Ông đã khiến cả thế giới phải sửng sốt vì những đồ vật còn nguyên vẹn được tìm thấy bên trong ngôi mộ của chính ông. Ông Waziri cho biết 5.398 đồ tạo tác, hầu hết trong số đó là vàng, đã tạo nên khu chôn cất phong phú đáng kinh ngạc. Nhiều đồ vật vẫn ở trong tình trạng tinh xảo. Khám phá này đã cung cấp cho các nhà khảo cổ học và sử học những thông tin vô cùng quý giá về tôn giáo, nghi lễ và văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Tại Australia, một người đàn ông đã sử dụng một phương pháp kỳ lạ, đó là dùng nam châm để làm sạch các con sông ở thành phố Melbourne. Công việc này của anh đã được các nhà hoạt động bảo vệ môi trường hoan nghênh. Jack Robson không phải là một người đi câu thông thường. Thay vì sử dụng lưỡi câu, anh sử dụng một nam châm để câu các loại rác thải kim loại bên dưới các con sông. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ câu được gì. Đây không phải là tìm kiếm kho báu. Tôi chỉ góp một phần nhỏ vào công tác dọn dẹp. Robson còn khuyến khích một vài người bạn của anh tham gia cùng. Cục nam châm nặng khoảng 2kg và có thể câu được đủ mọi thứ, kể cả hàng rào, xe đẩy và xe đạp. Mỗi tuần, Robson có thể câu được hàng trăm ký rác thải kim loại từ các con sông ở Melbourne. Với người đàn ông này, đây là sở thích vừa thú vị, vừa có lợi cho môi trường. Các tiệm làm tóc trên khắp nước Bỉ đang thu thập tóc của khách hàng và chuyển đến cho một tổ chức phi chính phủ tái chế để bảo vệ môi trường. Số tóc thừa này không kết thúc số phận của mình tại những bãi rác. Thay vào đó, chúng được thu gom để đóng góp cho dự án mang tên Hair Recycle. Tại đây, chúng được đưa vào một thiết bị đặc biệt để biến thành những mảng tóc được dùng để hút các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm. Những mảng tóc có thể được đặt ở cống rãnh hoặc hệ thống thoát nước. Chúng sẽ hút các chất gây ô nhiễm trước khi nước đổ ra sông. Đồng sáng lập dự án Patrick Jansen giải thích, một mảng tóc hình vuông 60cm, nặng 1kg, có thể hút 7-8 lít dầu hoặc nhiên liệu hữu cơ khác. Tôi thấy dự án tái chế này rất hay và hoàn toàn ủng hộ. Theo trang web của dự án, tóc có những đặc điểm mạnh mẽ như một sợi có thể chịu được trọng lượng gấp 10 triệu lần trọng lượng của chính nó. Ngoài ra, tóc còn có tính đàn hồi do chứa các sợi keratin. Ngoài việc hấp thu các hợp chất gây ô nhiễm, tóc còn có thể được dùng để chế biến thành những chiếc túi đựng thân thiện với môi trường. Tại Pháp, vào ngày lễ Hiển Linh, người ta có truyền thống làm một kiểu bánh đặc biệt gọi là bánh vua. Công thức cổ truyền làm bánh vua hiện nay được nhiều bếp trưởng sáng tạo thêm. Bánh vua là một loại bánh truyền thống thường xuất hiện tại một số quốc gia vào lễ Hiển Linh vào tháng 1 sau khi kết thúc mùa Giáng sinh. Chiếc bánh thường được giấu bên trong một hình người nhỏ và người nào tìm được miếng bánh có chứa hình trên sẽ được xem là gặp nhiều may mắn. Các đầu bếp Pháp cố gắng nghĩ ra những công thức bột bánh mới để làm kiểu bánh vua độc đáo hơn và cung cấp cho thị trường. Khác với bột bánh thông thường, chúng tôi thêm hạt mè đen, không dùng rượu rum trong bột bánh. Mè đen mang lại hương và vị mới cho bánh vua, giúp bớt ngán vì thời điểm lễ Hiển Linh đó người ta đã ăn nhiều món bánh rồi. Khách hàng của anh Jeffrey Kanye không chỉ là cư dân trong vùng ngoại ô này mà cả những người đến từ Paris. Jeffrey Kanye cho biết thêm xưởng bánh ngọt của anh vẫn làm loại bánh vua kiểu truyền thống với công thức bột quen thuộc để bán cho du khách nước ngoài, những người muốn tìm đến hương vị nguyên bản của bánh vua Pháp. Một quả bóng bầu dục thông minh có thể cung cấp dữ liệu trực tiếp xuyên suốt trận đấu. Đó là sản phẩm mới của công ty dữ liệu thể thao Sportable và nhà sản xuất bóng Gilbert.
Quả bóng được kết nối với các thiết bị tín hiệu không dây xung quanh sân thi đấu, có thể cung cấp những thông tin như khoảng cách sút bóng hay khoảng cách chuyền bóng. Quả bóng được gắn một con chip nhỏ bên trong cung cấp dữ liệu chi tiết theo thời gian thực. Không chỉ có huấn luyện viên và cầu thủ mà khán giả cũng có thể tiếp cận những thông tin này. Theo nhà sản xuất, con chip chỉ nặng khoảng 10 gram và không ảnh hưởng đến chất lượng của quả bóng. Các thiết bị tín hiệu có thể theo dõi quả bóng 20 lần một giây, hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật tạo ra hình ảnh đồ họa chính xác diễn biến trên sân. Quả bóng có thể giúp các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác trong các tình huống. Như thường lệ, Hồng Kông, Trung Quốc mừng năm mới với màn bắn pháo hoa kết hợp trình diễn ánh sáng trên nền nhạc do dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp. Đài Loan, Trung Quốc cũng đón những giây phút đầu tiên của năm mới với màn bắn pháo hoa ấn tượng từ tòa tháp Đài Bắc 101, tòa nhà cao nhất hòn đảo này. Kết hợp các chùm ánh sáng và tia laser, cả bốn mặt của tòa nhà chọc trời đều được thắp sáng trong một buổi trình diễn kéo dài 5 phút. Lễ đếm ngược ở trung tâm Đài Bắc là lễ kỷ niệm quy mô lớn đầu tiên sau 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công toàn cầu. Còn tại xứ sở Chùa Vàng Thái Lan, hàng ngàn người đã đổ về hai bên bờ sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đón năm mới rực rỡ và tráng lệ. Nói về độ hoành tráng thì không thể không nhắc đến màn bắn pháo hoa tại thành phố Ras Al Khaimah thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Nhân thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, hàng trăm ngàn người đã có mặt tại thành phố này để chứng kiến màn trình diễn đặc sắc với sự góp mặt của 452 máy bay không người lái và 15.000 bóng đèn nano nhằm phá vỡ 2 kỷ lục Guinness thế giới. Những hình ảnh chào đón năm mới 2023 trên khắp thế giới vừa qua cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ đón năm mới thật vui tươi, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.